Hải Dương là một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng điều kiện thuận lợi về khí hậu, đất đai màu mỡ. Hải Dương hiện có 8 nhóm nông sản chủ lực, trong đó cây cà rốt là một thế mạnh. Để cây cà rốt được nhiều người biết đến hơn và đi được nhiều thị trường hơn nữa, vào chiều qua tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, lần đầu tiên tỉnh Hải Dương tổ chức lễ hội thu hoạch cà rốt. Lễ hội thu hoạch cà rốt là dịp để người nông dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối giao thương. Cây cà rốt Hải Dương được sản xuất tập trung hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hình thành những cánh đồng mẫu lớn trên vùng đất bãi phù sa ven sông Thái Bình và sông Kinh Thầy. Qua lễ hội thì cái sản phẩm cà rốt được quảng bá rộng rãi hơn nữa đến với người tiêu dùng và đến với các cái bạn hàng, các cái đối tác ở nước ngoài biết sâu hơn, hiểu sâu hơn nữa về cái sản phẩm cà rốt của chúng tôi. Được tổ chức sản xuất trồng trọt rất là an toàn đấy, và cái chất lượng của cái sản phẩm cà rốt đảm bảo cung cấp cho tất cả các cái thị trường, kể cả những cái thị trường khó tính như thị trường của châu Mỹ, châu Âu. Tính đến thời điểm hiện nay, diện tích trồng cà rốt trên địa bàn tỉnh Hải Dương vào khoảng 1.600 ha với sản lượng trên 80.000 tấn một năm, được sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gap, được người dân gieo trồng trong khoảng tháng 9 đến tháng 10 hàng năm và cho thu hoạch từ tháng 1 cho đến tháng 3 năm sau. Thì hiện nay thì Hải Dương đã trong những năm gần đây đã đưa những cái sản phẩm nông nghiệp lên để tạo một cái thương hiệu quảng bá trong nước cũng như là ở thị trường quốc tế, và đã đạt được những cái hiệu quả ở năm 2021 đạt 6,8%, tức là đứng thứ hai trong cả nước. Làm lan tỏa cái củ cà rốt ra rất nhiều thị trường khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng như vậy thì đó là con đường đi mà chúng ta bằng một sự kiện nhỏ thôi, nhưng mà nó đã kích hoạt được rất nhiều giá trị trên cái mảnh đất này, trên cái con người này và trên cái nông sản này của Hải Dương. Việc tổ chức lễ hội nhằm tăng cường quảng bá chất lượng và thương hiệu, kích cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu cà rốt của xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Đồng thời giới thiệu các tiềm năng, lợi thế, các chính sách khuyến khích, ưu đãi của Hải Dương nhằm thu hút đầu tư, phát triển vào lĩnh vực nông nghiệp nói chung và đối với cây cà rốt nói riêng, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho nông sản chủ lực và sản phẩm cà rốt theo hướng bền vững.